Xin chào mọi người nhé. Họ quay lại một đoạn để Hòa up lên YouTube. Đó thì cái môn là môn Hòa vừa hoàn thành xong với một cái công nghệ mới mà Hòa đang đang thử nghiệm, và cái môn này là cái môn đầu tiên Hòa test. Đó, và đợi cái môn này bong ra thì Hòa sẽ cho các bạn xem sản phẩm nhé. Đó. Nên là cái môn này Hòa cũng chỉ quay thôi, còn chưa nói nhiều về cái công nghệ mà Hòa đang đi. Cái công nghệ này thì bong sẽ rất là mỏng và rất là mịn, và bên nhà Hòa chỉ thích sử dụng kim một thôi. Bởi vì sao? Thực tế thì nếu mà cái cách kim mực tốt nhất ấy, nó là kim một vào mực cực đẹp, cực đẹp, cực trong mà lại rất là bền. Đó, nên là bên nhà Hòa là chỉ dùng kim một và đào tạo về kim một nha. Đây là kim một này, mọi người nhìn nhá, cam thường iPhone này. Mọi người nhìn này, cái mực kim ra cực đậm và màu nó rất là tươi. Rất là tươi luôn. Và đây là cái môi thử nghiệm đầu tiên đấy ạ. Nhưng mọi người thấy đẹp không ạ? Rất là đẹp luôn nha. Cái màu rất là tươi luôn ấy. Đó, bây giờ xin phép được tắt nha. Tắt livestream nha. Zoom lên tí nhá, cho mọi người xem này. Đó, zoom lên này. Mực này cực kỳ mịn no luôn. Và cái kỹ thuật này thì sau này sẽ nó chỉ vào khoảng tầm 40 phút một cái môi thôi, nhưng hôm nay Hòa thử nghiệm thì nó hơi lâu hơn một chút. Đó.